tìm ra cách hóa giải vũ khí G7, biến hình phạt thành cạm bẫy. Bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine, Nga đã thu được 158 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Vì vậy, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đặt mục tiêu thiết lập giới hạn giá dầu của Nga với hy vọng kiềm chế được cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, hy vọng đó khó thành hiện thực. Giới chức Mỹ và chuyên gia nhận định Nga hoàn toàn có cách để đối phó với việc G7 áp giá trần với dầu thô Moscow. Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ với giới quan sát nhận định Nga có đủ cách tiếp cận để vận chuyển phần lớn dầu của nước này mà có thể bỏ qua đòn giá trần của G7. Nhận định này cho thấy một thực tế rằng vũ khí của phương Tây nhằm vào mặt hàng chủ lực của Moscow vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Đây là một chính sách với nhiều cạm bẫy. Trên hết, nguy cơ châu Âu bị Nga trả đũa là rất cao, gây ảnh hưởng nặng nề đến những quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh này, Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những yếu tố giúp G7 thắng được ván cược đầy mạo hiểm này, hoặc gây được áp lực tài chính lên Nga, hoặc đẩy nhanh tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhóm 7 nền công nghiệp lớn hàng đầu thế giới tháng trước đã đồng thuận sẽ áp trần giá dầu thô Nga từ ngày 5 tháng 12, trong bối cảnh các chuyên gia lo ngại động thái này có thể làm tê liệt thương mại toàn cầu. Mục tiêu của G7 là sẽ chỉ mua dầu Nga ở mức giá ổn định, với mong muốn có thể khiến Nga sụt giảm doanh thu từ dầu thô để thiếu ngân sách cho cuộc chiến ở Ukraine, nhưng vẫn đảm bảo Moscow có lãi ở mức thấp để vẫn tiếp tục sản xuất dầu. Mỹ đã dành nhiều tháng để trao đổi với các công ty bảo hiểm, vận tải, thương mại để thuyết phục họ thực hiện việc áp trần giá dầu Nga. Tuy nhiên, giờ đây, các bên đều nhận ra là Nga hoàn toàn có thể hóa giải biện pháp này bằng chính đội tàu và các dịch vụ phụ trợ của Moscow. Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, khoảng 80-90% dầu của Nga dự kiến vẫn sẽ lưu thông bình thường ngoài giới hạn áp giá của G7. Nga đã tuyên bố sẽ ngừng cấp năng lượng cho các bên áp dụng các biện pháp phi thị trường với hàng hóa của họ. Việc áp giá trần có thể tạo ra các khó khăn về tài chính và kỹ thuật với Nga, nhưng cũng có nguy cơ làm sụt giảm 1-2% nguồn cung dầu thô toàn cầu trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng và khủng hoảng đang xảy ra ở nhiều nước. Giới chức Mỹ cũng nắm được thông tin rằng một số tàu dầu sẽ thay đổi quốc gia đăng ký, đưa các công ty thương mại ra bên ngoài phạm vi của G7 để lách qua biện pháp áp giá trần. Nga sẽ phải chịu thêm chi phí cho các chuyến hàng vận tải đi xa hơn, cũng như phí bảo hiểm và tài chính. Điều này khiến Mỹ tin rằng Nga cuối cùng sẽ phải chấp nhận bán dầu theo giá trần. Tuy nhiên, thách thức của phương Tây là rất lớn trong việc thuyết phục hai khách hàng lớn của Nga là Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước này đã mua dầu của Nga với giá giảm mạnh trong những tháng gần đây và đều chưa ủng hộ biện pháp áp trần giá dầu của Moscow. Mỹ nhận định đòn áp giá trần sẽ khiến Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục mua được dầu giá rẻ của Nga. Chuyên gia vận tải Andela Olivi nhận định rằng, về mặt lý thuyết, Nga vẫn tiếp cận được với đủ số lượng tàu vận tải để dầu của Nga vẫn có thể lưu thông sau ngày 5 tháng 12. Các tàu này có thể tự bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm của công ty Nga PNI. Ngân hàng JP Morgan cho rằng tác động của việc đặt giá trần là hạn chế và Nga có thể gần như bỏ qua hoàn toàn bằng việc sử dụng các tàu của Ấn Độ, Trung Quốc và chính Moscow để vận tải dầu. Xuất khẩu dầu của Nga sẽ chỉ giảm nhẹ sau khi G7 áp giá trần lên mặt hàng này. Mặt khác, các chuyên gia cảnh báo, việc áp trần giá dầu Nga có thể khiến phương Tây chịu hiệu ứng ngược khi giá năng lượng có nguy cơ tăng vọt sau khi biện pháp trên được thực thi. Tóm lại, ý tưởng áp trần giá dầu Nga tuy có thể kìm giảm doanh thu xuất khẩu dầu của Nga vẫn là một biện pháp với kết quả không chắc chắn. Phản ứng từ các đồng minh của Nga và thái độ cứng rắn của Tổng thống Vladimir Putin sẽ quyết định kết quả của chính sách này.